Ok, hello anh em. Hôm nay sẽ đến với một cái tựa game có tên là mình mới chơi gần đây rồi. Nên là có lẽ ai mà xem kênh mình thì biết cái game này game gì rồi. Nó là tựa Forest. Nhưng mà hôm nay đặc biệt một chút, đấy là mình sẽ không chơi cùng với cả ông Đạo hay là ông Hiệp hay là bất cứ ai nữa. Mà hồi trước mình có chơi game này rồi, nhưng mà mình chơi với cả mấy người kia, ông Đạo, ông Hiệp thì nhưng mà bây giờ mình sẽ không chơi cùng mấy ông ấy mà mình sẽ chơi một mình, bởi vì thực sự thì mình thấy con game này nó một con game rất là hay, mình thích, khá là thích từ lâu rồi, mình mua con game này cũng rất là lâu rồi ấy. Nhưng mà kiểu khi mà chơi cùng nhau ấy thì ông Đạo thì máy ông ấy hơi yếu, nên là chỉ khi nào ông ra net thì mới chơi được thôi, mà ra net thì nó lại không lưu được, nên là nó hơi chán. Mà kiểu chơi co-op thì nó có phải đợi nhau đủ người mới chơi, nên là nó kiểu cái series nó cứ kiểu cứ làm một thời gian rồi drop, rồi làm một thời gian rồi drop, thì nó khá là phí một cái tựa game rất là hay. Thế nên là hôm nay mình quyết định là mình sẽ không chơi cùng với ai cả, mình sẽ chơi một mình và mình sẽ trải nghiệm con game này một mình, không liên quan đến ai cả. Ok, mình đấy là lý do mình sẽ chơi con game này một mình sẽ làm một cái series riêng. Có thể cái series mà chơi co-op kia có thể sẽ tiếp diễn vào một lúc nào đấy. Còn hiện tại thì mình đây là một cái series kia riêng, mình sẽ làm một mình. Con game rất là hay nhưng mà mình không muốn bỏ phí. Con game rất là hay nên mình không muốn bỏ phí, nên là thì mình sẽ chơi một mình để mình sẽ trải nghiệm. Và như mọi người biết thì mình đã từng chơi qua con game này rồi, và mình sẽ quyết định chơi cái chế độ này thì hơi khó quá, nên là thôi mình chỉ chơi chế độ này thôi. Chế độ khá là khó, mình sẽ chơi hẳn chế độ khó luôn. Cái chế độ kia thì gần như là khó sống lắm, gần như không thể sống nổi ấy. Bọn thổ dân nó ra liên tục, nó đập một phát chết xứ luôn rồi. Nên là mình chưa định chơi chế độ này, cũng là chế độ khá là khó rồi, chơi một mình nữa lại càng khó. Ok, đây là lại là khung cảnh quen thuộc thôi. Hai thanh niên đi máy bay và bị rơi máy bay. Thực ra không phải hai thanh niên mà hai bố con. Thằng con này tên gì nhỉ? Tommy đúng không nhỉ? Mình quên sớm mất. Đồ ăn này. Đồ như máy bay nhìn ngon phết. Ui con game này thì hồi mình mới biết đến con game này thì hồi nó còn là cái giai đoạn thử nghiệm cơ, nó còn đồ họa nó còn xấu mà không được như bây giờ đâu. Bây giờ nó thay đổi bao nhiêu chứ. Ui dồi, ui dồi. Mình nếu mà mình ngồi trên cái ghế bên kia ấy, mình ngồi trên cái ghế mà mình không phải người hot thì mình còn nhìn cái thằng người bay từ bên này bay ghế bay. Rồi bây giờ con trai mình sẽ bị bắt đi. Ok, no no. Ok, bắt đầu vào thế giới sinh tồn. Con game này thì nó có cốt truyện nhé, nó là một cái game có cốt truyện, nhưng mà nó thực sự thì nó vẫn là một con game sinh tồn, nên là mình vẫn muốn chơi theo nó theo kiểu sinh tồn nhiều hơn là mình sẽ chơi theo kiểu cốt truyện chạy đi phá đảo. Thực ra nếu mà chạy đi phá đảo con game này thì cũng không quá khó đâu, mình có thể phá đảo trong chỉ trong vòng khoảng vài tiếng. Thật sự khi mà mình biết hết những cái vị trí mà những cái đồ cần thiết để phá đảo ấy thì chỉ cần vài tiếng là có thể phá đảo con game, chắc cái kia có thể vài tiếng là có thể phá đảo con game này. Nhưng mà mình muốn chơi theo một cái cách từ từ trải nghiệm game, một game sinh tồn khá là hay. Từ từ có lẽ mình sẽ giảm cái cấu hình xuống một tí, bởi vì mấy lần trước mình chơi mình cảm giác nó hơi bị giật khi mà quay. Mình chơi thì mình cảm giác rất là bình thường thôi, nhưng mà khi mà quay lên ấy, thì cái clip nó bị giật. Nhảy có vẻ đỡ hơn một tí rồi đấy, mình đã giảm bớt cấu hình đi một tí rồi, hy vọng là quay nó đỡ bị giật. Ok, bây giờ lại đây là em gọi là con gì nhỉ, con tiếp viên. Ok, bây giờ mình phải bắt tay vào việc thôi, bởi vì đây là chế độ khó,
buổi tối zombie ra đông lắm. Thực ra nó là thổ dân nhưng không phải zombie. Mình phải nhanh chóng kiếm đồ rồi xây dựng một cái nhà. Chế độ rất là khó. Mình đã từng chơi chế độ này rồi. Nó khó hơn hồi mà mình chơi mấy ông kia, là mình chơi chế độ trung bình hay dễ thì mình chả biết đâu á. Nó không khó lắm. Giờ mình đi mình rút mấy cái này. Việc đầu tiên vào là nên rút hết mấy cái vali này. Nó có thể nó có nước uống mới cả nó có. Nó có cái gì nhỉ? Con nai. Con nai này, con nai này. Ok, mày chết chưa mày? Ui, đâu chết vậy? Mày chém như thế thôi. Nai siêu nhân à? Nhưng mà nhìn con nai thì bị bổ. Úi rồi, đấy. Nhìn con nai bị bổ nhìn cũng khổ. Con nai bị bổ nhìn cũng khổ. Ok. Khởi đầu khá là thuận lợi khi mà mình đã cầm tay mình bổ chết con nai. Bình thường là phải có pháo sáng. Bình thường là phải đi có tiền này. Bình thường là phải phải lấy cung nó bắn. Trong này có tiền. Rất nhiều tiền. Xem mình có thể tìm được cái gì ở đây không. Cái vali để đựng cái gì này. Mấy cái vali để đựng toàn pháo sáng rồi. À mũi tên ngon, khá thơm. Khởi đầu phải khá thuận lợi chứ. Khởi đầu thuận lợi phép. Nhưng mình đã có tên có đầy đủ à. Có mũi tên, nếu mình làm cái cung là mình có tên bắn luôn. Thì bây giờ mình sẽ phải xây một cái nhà trước khi trời tối. Nhưng mà vẫn đang loanh quanh ở đây. Cái gì đấy? Tiếng gì đấy? Ok. Rút thế đủ rồi, bây giờ mình phải đi theo một cái hướng nào đấy. Đi theo một cái hướng nào đấy để đi ra biển. Đây có một cái hồ ao. Nước có cá này. Từ từ. Mình muốn bắt một con cá. Tí ra biển mình nướng ăn luôn. Hiện tại thì mình không thiếu đồ đâu. À không thiếu đồ ăn nhưng mà có con cá thì yên tạm. Rồi. Rồi mình sẽ chạy ra biển. Thì mộng hướng này là ra được biển. Hướng này có vẻ đéo ra rồi. Đẹp. Chỗ này là cái tí này. Cái hồ nước này hình như trước mình đã đến đây một lần rồi nhưng mà cái chỗ này nó khá là xa biển đấy. Thực ra cái hòn đảo nó cũng nhỏ mà, nó cũng không to đâu. Cái hồ nước này bao giờ mình có thể ra mình bắt cá. Thế thể lực. Cái gì ấy? Tiếng gì đấy? Mình cần số 1 nó làm đéo gì vậy? Mình uống nước à? Đi chết mẹ rồi. Cái game này nó sao? Cái game này mình đéo biết cách set ấn phím nhanh nhào nhá. Ui, tất cả con này mình chưa cần bắt. Mình cứ kiểu cũng bị quen tay set để ấn phím nhanh đổi vũ khí nhanh. Trước mình xét được, trước mình xét số 1 là cái dìu nhưng mà giờ lại xét số 1 là cái nút ấn ấy, à nó lại luôn là nút nút uống nước. Để đi đi rồi. Ui. Ui chà. Ok, ôi đằng kia là cái làng thổ dân kìa. Có vẻ không thơm lắm nếu mà sống ở đấy. Mình muốn kiếm một cái chỗ nào nó gần bờ biển nhưng mà nó vẫn có rừng để mình đi chặt cây cho nó gần. Cái chỗ là làng thổ dân có khi mình sang bên bờ. Ui bên bờ bên kia. Cái chỗ đấy hình như là cũng có quái đông lắm. Cái chỗ kia cái làng thổ dân to kìa. Có lẽ mình phải đi kiếm cái chỗ nào nó xa xa chỗ này. Mấy cái làng thổ dân này thì thường rất là đông thổ dân. Nhưng mà mình đang bị mệt.
kiếm được cái vị trí thuận lợi để mà sinh sống hơi khó, đùa đâu. Thực ra là sống ở bờ biển này thì nó cũng tùy thôi, nhưng mà mình thấy nó khá nhiều tài nguyên. Hay mình cứ sống kiếm tạm khu nào để mình sống nhỉ? Bây giờ đi tìm chỗ đẹp hơi khó. Chỗ này thì đéo có rùa rồi. Cảm giác chỗ này đéo có rùa, chỗ này nó kiểu nó vào trong đất liền rồi ấy. Sao lại đi ở chỗ này không biết. Có vẻ không thơm rồi. Trời sắp tối chưa? Mặt trời giữa đầu vẫn chưa tối đâu. Ở chế độ này thì chỉ ngày đầu tiên là zombie đã ra một đống rồi nhá. Nên là mình phải cố gắng mình... À đây có con rùa ngon. Không có rùa nước thì có rùa cạn. Khá thơm. Thì con này nó rất là khó giết ở cái chỗ là nó đánh nó một cái nó rụt đầu vào. Mình phải đợi một lúc để cho nó. Đây có một cái hồ này. Nếu mình lấy cái mai rùa này thì ok, mình lấy cái mai rùa khá ngon, thuận lợi đấy, khởi đầu thuận lợi, khởi đầu thuận lợi. Mình bị phun mẹ cả thịt này, mình đã nhặt thêm thịt rồi. Thế mình xây tạm cái nhà ở cái hồ nhỉ. Cái hồ này rồi mình đi kiếm cái nồi để mình múc nước mình uống cũng được ấy chứ, không nhất thiết. Hợp lý, nhìn phong cảnh hữu tình vãi. Hợp lý. Chỗ này thì nó cũng có cây để mình có thể xây dựng. Ok, quyết định đây sẽ là nhà, vị trí nhà của mình. Để cao cao lên thì bây giờ mình sẽ xây một cái căn nhà. Ở lúc nào quên mẹ mất này. Nhầm. Lúc nào nhỉ? B. À, làm cái đống lửa trước á. Mình sẽ làm một cái đống lửa nhỏ ở thế này. Nếu ông Huy Anh ông nhắn cái đéo thì mãi thì đéo sao, lúc mình vào chơi game rồi ông ấy nhắn đéo hiểu rủ chơi game đấy giờ thì đéo ai nói gì nhắn cái gì mà mình đường cái thì đó kệ cha ông ấy đường cái thì đường miếng rồi miếng đồ ăn rồi xây cái nhà. À, xây cái nhà này thôi. Nhà này thôi. Bởi vì mình sống một mình nên nó chẳng cần nhà to. Đấy, nhà đứng đây gọi là nhìn ra biển lớn, à nhìn ra hồ. Hợp lý. Ô đi cần fuck. Ở đây có cá sấu à? Đi. Thôi anh ơi tha mạng anh ơi. Khổ thân mình quá. Mày nghĩ đi tao sợ mày. Mày nghĩ tao sợ mày à? Mày nghĩ tao sợ mày à? Mày nghĩ tao sợ mày à? Con chó này. Mày cắn chúng ta. Mày nhọn à? Mày chạy à? Phái cái đái ạ. À. Nó cắn mình gần chết luôn. Từ từ mình xem mình có làm được cái này chưa. Mình có làm được cung chưa? Ok, có cái cung rồi. Ô, từ. Con cờ hó này. Mày nhờn với tao à? Mày chạy đi. Mày chạy đi. Chết chưa? Chết rồi. Mẹ chao chứ. Đang đứng xem ông Huy Anh ông có nhắn cái gì. Nó cắn trộm mình ạ. À. Cờ hó. Giật hết ca mình gần chết luôn ạ. À, khổ thân tôi ăn này mà cho nó hồi máu á. Thôi bây giờ mình phải đi mình làm cái nhà cho nhanh thôi. Cái cây cái lều này làm khá là nhanh thôi, không lâu đâu. Mình cứ bị quen tay mình ấn nhầm nút uống nước. Cái nước 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 non này, nước đóng chai này, nước đấy này mình lên để dành. Sau này xuống hang có cái mà uống. Thật ra sau này mình có thể làm được một cái túi đựng nước cũng không sao cả, nhưng mà
Mình là để ý cái hồ này có cá sấu đấy. Để ý xung quanh. Nó vẫn đang đứng lơ ngơ nó cắn. Ở đây có thêm con rùa nữa rồi. Thơm 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 thơm. Mình phải xây một cái để lấy nước. Đây đây đây. Xây luôn đi, xây luôn đi. Okay, xây luôn này, phải giết con rùa để mình lấy thêm mai. Con này thì nó khi sau khi nó bị bổ cái thì mình đi xa một tí, một lúc sau rồi nó mới cái gì phải bổ hai cái ấy, nó mới chết được con rùa. Nó không như là con rùa biển, thì nó sống nó không dai như con này. Con này hai cái bị bắn hai cái còn chưa chết cơ. Ở đâu mày, ở đâu? Thò đầu ra này, ôi chết rồi, thịt cháy mẹ rồi. Miếng thịt của tôi thì mẹ cháy đen xì rồi, khổ. Ăn nếu được bao nhiêu nữa, khổ. Đặt mình khác, ngon. Có mưa luôn, có mưa. Đặt thêm cái nữa. Chết, thiếu stick, thiếu stick. Nhanh, tận dụng mưa. Ở chỗ này hơi ít stick. Ok, đéo ra stick rồi. Ok, đây. Tận dụng lúc mưa mình tích nước. Mình khoảng nếu một người thì chỉ cần khoảng hai cái là đủ nước để dùng mà. Không cần quá nhiều. Sau này mình làm cái nồi lên thì mình có thể múc nước ở hồ mình đun thì mình uống thoải mái luôn, chả cần để. Nhanh. Ok. Cho bây giờ cho tích nước đi. Giờ mình đi mình ăn xong cái mình chạy mình chặt thêm gỗ. Con rùa còn miếng thịt lúc ấy vứt đây đâu nhỉ? Thôi kệ đi. No rồi. Đi chặt thêm gỗ để hoàn thành cái nhà. Trời sắp tối rồi, đang đùa đâu. Không nhanh nào bọn nó dâng. Ủa tưng nó ra nó bựa chết. Tiếng gì nhỉ? Cảm giác khô rừng yên ắng quá ấy, có tiếng kiểu nghe nó ù nhỉ, không biết là ở đâu. Khô rừng đang yên ắng. Đừng manh động. Ba khúc nữa. Một khúc nữa. Mình dư hai khúc gỗ này, ba khúc gỗ này. Ok. Đã xong. Lưu phát. Thế. Ok. Đường ra đâu? Cửa ra đây. Ở đâu? Cửa ra đâu? Ở đây. Ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà nhỏ bên hồ. Ok. Mình còn dư mấy thanh gỗ thì mình đang tính đến chuyện mình làm một cái này. Một cái bếp này. Bởi vì buổi tối nó sẽ lạnh. Nên có lẽ mình sẽ làm một cái này cho nó chất. Phủ cái này bao chất luôn. Cái này gọi là cái bếp lửa khổng lồ. Mình có cái gỗ to ở đây, mình sẽ làm một cái bếp lửa khổng lồ. Bếp lửa siêu to khổng lồ. Bếp lửa này thì để cho đỡ lạnh thôi. Nó chả có tác dụng đéo này. Nếu mà buổi tối nó lạnh thì mình sẽ đỡ lạnh hơn. Mấy cả nó sáng nữa. Một mình có 5 khúc gỗ cả. Thì phải treo cha rồi, thiếu gỗ rồi. Còn stick nữa cơ. Nhanh đi lấy stick nữa. Mình làm nhanh căn nhà. Trời vẫn chưa tối, thoải mái. Trời tối mình ngủ sớm một tí, bởi vì không bọn thú lớn lan toang. Cái đợt chơi trước ấy, mình kiểu mình xây nhà hơi muộn một tí.
nó bị một thổ dân nó bựa chết. Thế là mà nó chết mà còn không chạy ra lấy đồ, chạy ra lấy đồ lại giết, chạy ra lấy đồ lại giết, đó làm gì luôn à, khổ. Cũng mà chơi cái chế độ này này tối có đông kinh khủng luôn. Cho 20 cái lá vào đây về đi tới stick nữa được. Là xong cái bếp lửa to. Tuần này mình chơi mình cảm giác khá là may mắn. Khi mà vào cái đã có chỗ cái để hứng nước này, có mưa để chắc chắn nó không bị thiếu nước này. Có cái để hứng nước. Có rùa này. Cái con rùa nhiều lúc tìm lôi cả mắt nó không thấy con nào cả. Rồi nhặt được quả mũi tên để làm có cung bắn ngay. Khá thơm. Thịt thà không thiếu gì cả. Bộ có 7 cái này. Yên bình nhỉ. Game này nhiều lúc cảm giác yên bình quá. Chíp 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 chíp. Cuộc sống nơi rừng rú. Mình có thấy có ánh đèn pin này phải. Có phải con đây có phải ánh đèn pin không? Mình có con thổ dân nó cầm đèn pin ra ấy. Không biết có phải không? Tất nhiên cảm giác là nó kiểu gì nhỉ? Trời bắt đầu âm u xong bắt đầu cái tiếng gió với cả tiếng mưa. Không biết mọi người nghe rõ không nhưng mà nghe yeah, rất sợ sợ. Cảm giác dần trời nó bắt đầu. Con chim này. Cảm giác trời nó bắt đầu tối ấy. Xong rồi, ui trời bắt đầu lạnh rồi này. Chạy về thốt lửa. Trời tối ở trong cái này nó bị lạnh ngay. Ngay lập tức nó sẽ bị lạnh. Bây giờ có khi mình về mình đi ngủ trước khi bọn thổ dân nó ra. Mình chè nó chứ, lạnh quá. Nhanh. Thắp lửa nữa. Thắp lửa đến nhanh rồi đi ngủ nhanh. Thắp lửa cho nó ấm rồi đi ngủ. Vứt lá vào cho nó ấm lên. Cái lửa nhỏ này nó không đủ đô luôn. Thôi có khi mình chạy vào mình ngủ luôn này. Ngủ trước khi đến. Ồ chưa cho mình ngủ ạ. Đi khổ thân tôi chưa cho ngủ. Chết cha tôi rồi. Mày. Mẹ cái bếp này không đủ đô. À đây rồi, máy quá. Bật được cái này rồi. Có cái này đủ đấy. Rồi xong bọn nó đến. Gò hóa. Bọn mày để yên cho tao tí được không? Tao ngủ qua một đêm thôi. Chạm mày. Muốn gì? Đấy, đi chưa? Đông vãi cả này rồi. Thôi, cho tao ngủ đi. Không biết nó có đánh thức mình không? Hy vọng không. Rồi xong rồi, đéo được ngủ rồi. Đẹp. Bộ mày. Không được rồi. Không được rồi. Không ngủ được rồi. Mình còn đang bị lạnh chứ. Bọn mày muốn gì? À, bọn mày muốn gì? Tao có cung rồi nha. Ôi. Cái gì đấy? Nó đứng ngay cạnh bếp lửa vẫn còn nóng à, còn lạnh ạ. Bếp lửa to hẳn hoài mà lạnh được nhỉ? Mình đã chuẩn bị làm hẳn cái bếp lửa to mà vẫn bị lạnh. Trời mưa, kiểu trời nó vừa. Trời nó vừa tối mà còn vừa mưa nên nó càng lạnh hơn ấy. Cái bọn thổ dân này cởi chân cởi chuồng như này mà đéo bị lạnh. Trong khi mình phải uy ui. Rồi, có khi mình toang ở đây rồi. Đẩy bọn mày bao lửa, chết chạm mày đi. Đừng có đánh tao. Uống máu. Rồi. Mày làm gì ấy, con chim kẻ này. Ủa lạnh quá. Mẹ trời tạnh mưa đi. Bây giờ tao không cần mưa nữa rồi. Ủa
Mày nhờn mày. Vẫn còn con nữa. Còn mày chết hết đi, tao nhờ cái nào. Nhọt mày tao này. Hết chưa, hết chưa? Cho vào đi ngủ đây. Qua được một đêm rồi. Khó. Cuối cùng cũng qua được một đêm ạ. Tưởng toang. Mình cứ tưởng là toang rồi chứ. Mày quá. Cũng may tự nhiên bọn nó bị đẩy vào cái đống lửa này. Thế là bọn nó ngã. bọn nó bị cháy. Ok. Nói chung là thành công qua đêm đầu tiên rồi. Cũng may là mình xây được cái bếp lửa này xong rồi không mình chết rét luôn ấy, chả cần bọn nó đánh. À, bây giờ mình phải nấu cái gì ăn á. Chặt lại ra. Đéo, tự nhiên đang yên đang lành thì thằng này vẫn cứ hét lên đéo đỡ được. Từ từ. Ăn rồi nhảy sang tắm cái. Chín chưa? Lông chim đâu? Để nó làm mũi tên. Cái khu này nó cũng khá nhiều chim, khá ổn. Nói chung là khá ngon cái khu này đấy. Đầy đủ mọi thứ, chả thiếu gì. Chặt ít tay chân vào này. 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 Rồi cho nó vào đây lông. Lấy xương. Nắm cái. Cái hồ hy vọng là đều có cả sấu. Khát nước này ra để uống thôi. Ok. Thôi thằng này nó vứt bừa vào. Nó cháy cho hết mẹ. Nhà mình có hỏng hóc gì không? Mình có khi mình làm một cái đồ repair. Mình cần bao nhiêu cái? 10 cái. Mấy cả hai vài đủ rồi mà thiếu nhựa cây à thì à hai stick ok cái đồ à mình làm cái này để sửa nhà đấy mấy hôm qua bọn nó có hút của nhà mình ấy là mới hỏng. Ôi đi thật ngu người đéo đỡ được đi ngu người thì không có gì để nói đấy. Khổ lắm đéo hiểu ạ à. Cái bước đây mà đập một cái vỡ mẹ luôn ạ à. Đi như xịt rồi xây lại cái khác vậy ngu người quá ngu người quá hay. Ai xa. Mẹ choa, mình uống mẹ hết cả nước rồi này, khổ chưa? Đi. Cấn nằm nút số 1, cái quen tay ở số 1 để rút cái dìu ra nhanh. Không sao, năm khúc gỗ thì chặt mấy cây là được mà. Chặt mấy cây cao ở được. Sau này mình sẽ cố gắng mình làm thêm bẫy thêm biết các thứ đó. Ngày thứ 2 mình bắt đầu phải xây hệ thống phòng thủ thôi bởi vì muốn sinh tồn ở cái chế độ này thì mình bắt buộc mình phải có thể phòng thủ được. Cái khu này thì mình cảm giác là nó hơi ít cây cối, nó hơi trống trải. Sống ở đây hơi khó đấy, không đùa đâu. Mình phải đi kiếm đồ ở xa. Cái gì đấy?
Hello. Tôi mình phủ đất lên người đéo hiểu để làm gì? Ngụy trang à? Đéo cái cây to đùng con chặt được ba thanh gỗ là sao vậy? Đéo hiểu. Mình bị thiếu ấy rồi, mình bị thiếu stick mấy cả. Hai thanh gỗ nữa. Cây to thế mà được nhặt chặt được ba thanh gỗ ạ. À. Cái cây nó cao ngổng cả nghèo luôn này mà chặt được ba thanh gỗ, đéo đỡ được. Game chả có tí logic nhéo. Mấy ngày đầu rồi thì cái ban ngày nó còn nhẹ nhàng. Chứ về sau là vài ngày nữa thôi, ban ngày nó quái vật nó xuất hiện một đống. Nên mình phải tận dụng thời điểm hiện tại. Khi mà nó vẫn còn nhẹ nhàng thì mình xây dựng. Mình xây dựng một cái hệ thống phòng thủ. Thể lực yếu quá. Ok, đây có một thanh nữa này. Đầu tiên mình phải làm cái bẫy trước á, làm vài cái bẫy. À, bây giờ bị thiếu ấy, bị thiếu stick rồi. Bây giờ mình sẽ làm một cái bẫy trước. Đấy là cái bẫy bẫy ở mục nào nhỉ? Nếu nhớ bẫy mục nào, thực ra mình có thể làm một cái nhà trên cây thì nó sẽ đơn giản hơn khá là nhiều đấy, nhưng mà mình không thích. Làm bẫy trên, làm nhà trên cây thì nó rất là đơn giản, bởi vì mình làm nhà trên cây xong là mình chỉ việc tối đấy mình cứ lên cây đó đéo làm gì mình luôn, nó chịu chết luôn. Đây mình sẽ đặt một cái bẫy ở đây, con chạy qua và nó sẽ ăn đòn. Cái bẫy này chỉ cần ba cành gỗ mà ba stick khá là rẻ. Rẻ vãi đái luôn. Đây có miếng thịt mình ngon. Ba thanh gỗ với ba cái stick. Khá easy. Đi. Về đi tìm stick. Hay. Đi tìm stick và một vài món đồ. Đó, gọi là cái gì nhỉ? Vài viết. Cái đoạn đầu game này thì những cái như là dây thừng, vải với cả stick khá là quan trọng. Rất nhiều đồ chế cần những cái đấy. Khu này phải hơi ít stick. Đá mới ở gỗ thì nó nhiều, như stick này nhiều lúc tìm đéo ra đâu. Thỉnh thoảng nhìn mấy con chim thì viết nó đi lấy lông làm tên. Stick là cái rất là quan trọng trong game này nhá, bởi vì nó gần như là cái gì nó cũng phải dùng stick. Làm tên cũng phải có stick. Có khi mình phải làm nhanh chóng đi săn con gì nhỉ? Săn hươu để mình làm cái túi cầm stick cho nhiều. Đây đúng không? Thì à đâu? Cái nào đấy, đây ra hươu đây. Spear bag à đâu? Water skill chưa làm được, còn lâu. Lại mưa rồi. Hình như cái chế độ này cảm giác mưa nhiều hơn thì sao? Mưa thì mình sẽ bị lạnh đêm. Mưa thì đêm xuống mình sẽ bị lạnh. Khá là khổ. Ban ngày thì không sao, nhưng đêm là rét chết rét. Cái ngày đầu tiên thì mình ngủ khá là dễ, nhưng ngày thứ hai là mình phải thức đến tầm đêm đêm muộn mới ngủ được. Làm thêm cái nữa đi. Thằng nào đang thư dư gỗ. Mình vừa thấy ở đây có một thanh này. Đâu nhỉ? Ở à đây. Mình nhớ là xung quanh đây là đủ 3 thanh đấy. Gỗ rơi gỗ vãi quanh đây là đủ 3 thanh nhỉ? Đúng không? Có vẻ là không. Thiếu thanh gỗ rồi. Bực thật, cái này lại chặt cái cây chỉ lấy một thanh gỗ. Biết hết rồi, khó chịu vãi.
Cất cây cối xung quanh đây mình chặt gần hết này. Rồi mình chạy trên cái góc trên này nó có mình chặt mấy cái cây mà mình chưa nhặt. Đây đúng, đây đây. Phun mẹ hòm. Có thể mình sẽ làm một cái để chứa gỗ. Chứa gỗ mình chứa stick để mình tích dần ở đấy. Mình sẽ làm một cây để chứa stick. Ok. Đâu nhỉ? À đó, cái này chưa xây xong à? Đó, còn cho xong đi. Bật lên cho ấm. Một cây để chứa stick. Đâu? Cái hộp để chứa. Đây. Đặt đây đi. Đấy đủ, đây chỉ làm rồi. Có hai cái bẫy, cũng phải chưa ăn thua lắm. Nhưng mà mình hết đồ rồi. Mới cả đặt nhiều bẫy quá, nhiều lúc mình đi với vẩn mình dẫm tự mình dẫm vào. Mẹ, quá chưa dẫm mình đi đéo để ý mình dẫm mẹ vào. Sắp mặt. Rồi, nghe tiếng thổ dân rồi đấy. Phải không? Đâu, tiếng mình kêu. Kiểu mình chém, mình kêu lên, nếu như. Nghe bảo là còn có thể, mình có thể mình nhặt được cả những cái nào, nhặt được mấy cái, à mình làm được cái. Cái gì, mình quên mẹ mình bảo mình làm được cái đéo, mình quên mẹ mất đây. Mình làm được mấy cái đồ để mình có thể dùng phím nhanh thôi. Nhiều à, kiểu để cái túi đựng cung ấy. Để mình có thể ấn nút cái mình rút cung ăn luôn ấy. Không biết đâu. Nghe nói là có thể làm cái đấy, chả biết là có làm được không. Nghe nó hơi điêu điêu nào. Ở đây có, đây xem có mấy cục gỗ à, một này. Nếu đủ 3 cục mình làm thêm cái bẫy nữa. Cái bẫy này là cái bẫy khá là rẻ. Thắng thật vẻ. Đỡ đủ à? Mỗi cục. Cái bẫy này cái bẫy rẻ nhất rồi. Không có bẫy nào rẻ hơn cả. Trời bắt đầu âm u sắp tối rồi đấy. Ngày thứ hai. Không biết mình có thể sống được trong bao nhiêu ngày. Ở cái chế độ chơi một mình này thì ngạn đầu tiên khi mình chết ấy thì mình sẽ bán là mình sẽ bị gọi là mình sẽ bị bắt xuống hang. Còn mạng thứ hai chết là chết hẳn thì phải. Không có động đủ cứu. Như ở trong chế độ co-op. Mình chặt cái cây em đéo gì. Nó xa nhà mình vãi đái, chặt làm gì biết ra. Mình chặt stick thôi. Mình đi stick về để làm rất nhiều thứ. Đợt trước mình nhìn có cái làng thổ dân ở gần đây. Mình muốn rẽ qua đấy để mình tìm dây thừng. Phà chém đỉnh cao. Chém chết con chim đang bay. Mình cũng có thể làm một cái gọi là
cái da thỏ ấy, cái giày da thỏ. Mình nếu mà bắt được vài con thỏ mình lại làm được giày da thỏ để cho đỡ lạnh. Đi đường để ý mấy cái hoa này, nhặt mấy cái hoa này có thể làm thuốc hồi máu. Mình nhớ là cái hoa này mới cả một cái gì đấy, mình không nhớ rõ lắm, là làm thành thuốc hồi máu. Đây là chỗ con suối, cái nước ở chỗ con suối này hình như cũng không uống được sao ấy, mình nhớ là không uống được mà đầy đầy nước mà. Đi về cái chỗ mai rùa mình lấy nước, chỗ này sâu thế. Cây thì có cái gì không? À chả có cái đéo, chỉ có lá. Nó màu cây nó hơi khác bình thường nhưng mà nó cũng chẳng có cái đéo. Đều rồi, cái làng thổ dân rồi. Mà đây mình có thể tìm xem có được cái gì không. Đây rồi, không phải. Khá là quan trọng. Đây là có bảng mạch. Bảng mạch thì hiện tại cũng chưa dùng để làm gì cả, nhưng mà sau này có một quả bóng tennis. Được cái nó khá là nhiều. Một bộ quần áo mới, ngon. Cái đéo nhìn em chuyển sang nhìn thứ ba này. Ok. Ôi đi. Em đùa. Em không phải đến đây em cắt gì đâu. Thôi. Có gì từ từ nói chuyện, làm gì căng thế. Ôi đi. Thôi. Thôi, đau quá. Thôi xong rồi, mình có khi mình toang rồi. Phải tra nó chứ. Đau quá. Có gì từ từ nói chuyện nên làm gì mà căng. Căng thẳng. Thằng còn lại đâu? Thằng còn lại đâu? Phải chào chứ. Đau vãi. Đến xin tí vải thôi mà bọn nó càng căng vãi. Bọn chó nhá. Mẹ nó chứ. Đéo còn máu rồi, hết máu rồi. Vô người rồi. Mày muốn gì? Tôi bắn trượt luôn. Chết chưa cổ hóa? À, chết chưa? Biết nào lấy độ chưa? Đau thật đấy. Cho có khi mình téo ở đây thôi. Mình cũng kiếm được khá nhiều đồ rồi. Mình sang này. Grab thành dây thừng để cho nó đỡ tốn slot đồ. Thôi. Không mấy cái cây có thể làm thuốc hồi máu được. Thôi té. Mày chào chứ, đánh mình là chết. Về nhà ăn nữa. Đói quá rồi. Không nó nhắn tin đây. Từ từ. Chơi cái chế độ này bọn zombie đánh đau kinh luôn đấy, bọn thổ dân đánh đau kinh luôn đấy. Đập mình hai cái thôi là chấm mẹ máu. Nó đập hai cái là chấm máu luôn. Ôi cái gì đấy? What it? Đi đừng đùa nhá. Tao không săn mày thôi, mày đừng húc tao. Đéo hiểu ạ. Đến có con lợn rừng nó húc mình gần chết. Thôi xong rồi. Thôi.
Thôi. Mình đợi tao rút cung là tao chơi mày luôn. Con cờ hó này. Đâu mày đâu? Mày đâu? Mày à, cha nó, mình rút cung nó chạy mất à? Ai rồi? Mày húc tao xong bây giờ mày chạy à? À mày đứng đấy coi như không chuyện gì xảy ra à? Cờ hó này. Ông đã không thích giết. Có thịt lợn ăn rồi. Có cái đầu lợn luôn. Đầu mày tao vứt xuống hồ luôn. Cho mày chìm nghỉm. Chạy thôi, trời sắp tối rồi, về nhà thôi. Chết đói đến nơi rồi cơ. Khổ lắm. Nó cho mình ngủ nhá nhỉ. Mẹ cứ tới tối đến cái là nhìn nghe tiếng gió thổi nghe ghê vãi. Bao lâu nữa cho mình ngủ? Còn lâu. Không biết có bọn nào đến đây để nó quấy rầy mình không? Để tao ngủ nhá. Đừng đến nhá. À nào. Có thằng mới vực được bảo. Ôi, vẫn chưa cho mình ngủ lâu lắm. Ôi, sáng rồi đây. Mình còn 21 mũi tên, thoải mái bắn. Mặt trăng kìa. Mặt trăng nhìn như kiểu bị nguyệt thực ấy. Đứng đây ngắm cảnh thôi. Ngắm cảnh hồ ban đêm. Tay lăm lăm cái cung. Điều này thật ca minh ấy. Xét đánh ạ. À. Tới tối nó mưa nhỉ, chỗ này mưa lắm thế. Uống tí nước á. À? Đấy mưa lắm thật đấy, thì lại bị lạnh rồi. Cho thêm ấy vào đây thôi, sắp được ngủ rồi. Đã đứng sát cả cái bếp lửa to như thế này mà vẫn bị lạnh, game điêu vãi. Cái gì cơ? À, gỗ ạ. À. Thế mà không gỗ đâu mà lăn. Mình nhìn cứ tưởng cái đéo gì. Tự nhiên sao lại đi từ từ lăn từ từ lăn từ từ thế. Mẹ tiếng mưa rơi. Thật sự cái game này mà chơi kiểu chơi một mình nó có sợ sợ ở đó này, nước nước buổi đêm rồi nhá. Chứ nó có sợ sợ của gì ấy. Có khi mình vào mình xếp game cái. Mình chuẩn bị đi ngủ rồi. Rồi các bạn ngủ rồi đấy. Ok, ngủ. Oh, qua là ngày thứ hai rồi. Yeah, qua là ngày thứ hai rồi. Ok, tôi coi như là hoàn thành chỉ tiêu, qua được 2 ngày. À, có lẽ hôm nay mình sẽ nghỉ ở đây thôi. Tạm thời sẽ nghỉ ở đây. Tiếp game cả. Tạm thời sẽ nghỉ ở đây. Hôm sau mình sẽ chơi tiếp. À, cái series này, một con game rất là hay và mình sẽ chơi một mình, hiện tại mình sẽ chơi một mình thôi, không chơi cùng ai cả. Để trải nghiệm cái cuộc sống. Sau này mình sẽ xây một cái hệ thống phòng thử ngon lành hơn. Tường rào tường giết ngon lành hơn để sẵn sàng cho bọn nó đến tấn công. Nên là nghỉ thôi. Bye bye.